Với lòng thương xót vô bờ, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta mọi tội lỗi, vừa khi chúng ta chỉ tỏ lộ một dấu chỉ sám hối, dù nhỏ bé đi nữa. Chúng ta cũng phải luôn luôn tha thứ cho nhau. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, luôn luôn lớn hơn sự giữ nó phạm. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica ci offre un insegnamento sul perdono, che non nega il torto subito, ma riconosce che l'essere umano, creato ad immagine di Dio, è sempre più grande del male che commette. Quảng diễn bài phúc âm kể lại dụ ngôn ông chủ quảng đại tha nợ cho người đầy tớ van xin ông. Đức Thánh Cha nói, qua đó, Chúa Giê-xu không chỉ dạy chúng ta tha thứ, mà cũng thừa nhận rằng con người, vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên dù có phạm tội gây ra bất công, vẫn luôn luôn lớn lao hơn tội nó phạm. Thánh Phê-rô hỏi, nếu người anh em phạm lỗi chống lại con phải tha cho họ bao nhiêu lần, có phải 7 lần không? Đối với Thánh Phê-rô, thật đã là tột đỉnh, tha cho cùng một người tới 7 lần. Và đối với chúng ta, có lẽ đã nhiều lắm khi làm 2 lần như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu trả lời, Thầy không bảo con 7 lần, nhưng 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn. Con phải tha thứ luôn luôn. Và Ngài xác nhận điều này bằng cách kể lại dụ ngôn ông vua thương xót. Và người đầy tớ tàn ác, trong đó Ngài cho thấy sự không trung thực của người ấy, trước đó đã được tha nợ, nhưng rồi lại khước từ tha thứ. Ông vua của dụ ngôn là một người quảng đại, vì cảm thương nên tha một món nợ khổng lồ, 10.000 nén bạc, khổng lồ, cho một đầy tớ ban nài ông. Nhưng chính người đầy tớ ấy vừa gặp một đầy tớ khác như anh, nợ anh ta 100 đồng, nghĩa là rất ít hơn, lại hành xử một cách không thương xót, bằng cách ném người đó vào tù. Đức Thánh Cha nói, thái độ không trung thực của người đầy tớ này cũng là thái độ của chúng ta khi chúng ta từ chối tha cho các người anh em của chúng ta. Trong khi ông vua của dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa, là đấng yêu thương chúng ta, với một tình yêu giàu lòng thương xót như thế, đến độ tiếp đón yêu thương và liên tục tha thứ cho chúng ta. Ngay khi chúng ta được rửa tội, Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, tha cho chúng ta một món nợ không thể trả được là tội nguyên tổ. Nhưng đây là lần đầu tiên. Rồi với một lòng thương xót vô bờ, Ngài tha thứ cho chúng ta tất cả mọi lỗi lầm, vừa khi chúng ta cho thấy chỉ một dấu nhỏ của sự hối hận. Thiên Chúa là như thế, Ngài thương xót. Khi chúng ta bị cám dỗ khép kín con tim của mình với người đã xúc phạm đến chúng ta và xin lỗi chúng ta hãy nhớ tới các lời của Thiên Chúa Cha trên trời nói với người đầy tớ không thương xót. Ta đã tha tất cả món nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Ngươi lại không phải thương xót anh bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi hay sao? Bất cứ ai đã sống kinh nghiệm niềm vui, sự an bình và tự do nội tâm đến từ việc được tha thứ, thì tới lượt mình có thể rộng mở cho khả năng tha thứ. Trong kinh lạy cha, Chúa Giê-xu đã muốn đưa chính giáo huấn của dụ ngôn này vào. Ngài đã đặt trong tương quan trực tiếp sự tha thứ mà chúng ta xin với Thiên Chúa, với sự tha thứ mà chúng ta phải trao ban cho các người anh em khác. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Sự tha thứ của Thiên Chúa là dấu chỉ tình yêu tràn bờ của Ngài đối với từng người trong chúng ta. Đó là tình yêu để cho chúng ta tự do xa rời, như người con hoang đàng, nhưng chờ đợi chúng ta trở về mỗi ngày. Đó là tình yêu hoạt động của người mục tử đối với con chiên lạc. Đó là sự hiền dịu tiếp đón mọi người tội lỗi gõ cửa nhà Ngài. Thiên Chúa Cha trên trời, Cha chúng ta, tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy tình yêu thương và muốn cống hiến nó cho chúng ta. Nhưng Ngài không thể làm điều đó nếu chúng ta khép kín con tim cho tình yêu đối với các người khác.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn luôn ý thức được sự nhưng không và vĩ đại của ơn tha thứ nhận được từ Thiên Chúa, để trở nên thương xót như Ngài là Cha nhân từ, chậm giận và lớn lao trong tình yêu thương. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine et mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defunctis, regim aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucite eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.